Xin chào quý vị và khán giả, hiện tại mình là Thanh tra Gia Bảo của Metro Tây Nguyên, hiện tại đang có mặt tại căn thi công trọn gói của anh Cường với mã 1N0251. Mình cùng vào trong kiểm tra nhé. Đối với thiết kế của căn nhà anh Cường, hiện tại phía trước đây mình là có một phòng khách, công năng là một phòng khách và một phòng bếp, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đối với phía sau có thiết kế một tam cấp đi xuống một cái khoảng không phía sau vườn nhà của anh Cường đây. Hiện tại đang bố trí những cái bể phốt và hầm rút cho nhà sử dụng. Thì hiện tại căn của anh Cường đang vào giai đoạn hoàn thiện, đã đóng được ô cửa với chất liệu là gỗ tự nhiên. Nhà vệ sinh thì mới hiện tại hoàn thiện được phần tô chét, đang bắt đầu tiến hành dọn dẹp vệ sinh để thực hiện giai đoạn công tác là chống thấm. Này, căn nhà anh Thịnh đã đổ lăn tô phần cửa. Chắc chắn rồi. Sau này vào khung cửa cho nó được chắc chắn, không bị nứt ở các xéo, góc xéo của gạch và cửa, khung cửa. Dùng có lại. Đây là phòng ngủ thứ nhất, ngủ đầu tiên của nhà anh Cường. Thì đây là cái chất liệu chống thấm Sika, Sika Top Seal 107. Hiện tại là một cái thương hiệu chống thấm có tiếng từ xưa đến giờ cho các công trình. Đối với các công trình mắc hôm luôn luôn được châu chuốt cho những cái phần tỉ mỉ là chống thấm. Đây, như đây là phụ gia để pha thêm trong chống thấm cho sử dụng của ngôi nhà được tốt hơn. Đối với công năng của tầng 2 của nhà anh Thịnh thì hiện tại đang có là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và ban công. Anh có dạy cái ai được Thịnh nói cái gì đó. Hiện tại đang là vừa mới xong phần hoàn thiện tô chắc tạo viền kẻ chỉ cho ngôi nhà và đang dần dọn dẹp vệ sinh để tiến hành công giai đoạn công tác chống thấm ở phần ban công. Như cái phần mái che tránh hắt mưa vô nhà thì đã xong cái đoạn quét lót chống thấm, như có thể quan sát bằng mắt thường có thể thấy được. Rồi, vô trong. Đây là phòng ngủ được lấy ánh sáng trực tiếp từ chính diện của ngôi nhà. Thì đối với vữa xay, vữa tô chát tường thì hiện tại đang là dùng các hạt chung, không như các hạt to. Hạt chung thì thuận tiện cho các bác thợ thao tác được mặt nó láng mịn đều hơn và nhanh dễ dàng. Ok, đây là đối đầu đang đục ra để đi đường đế ổ điện chờ. Đây là các vị trí bố trí ổ điện đang dần đục ra để đi đế âm. Thì các sản phẩm của đế âm thì vẫn là dùng thương hiệu của Mắt Hôm. Đây đã xong phần ô cửa. Đây, tiến vào phòng ngủ thứ ba. Thì phòng ngủ này tương đối nhỏ nhưng được cái chiều dài.
Cái căn của anh Cường là tỉ mỉ đi hết đường ống dây đồng máy lạnh. Đối với công tác tô chát thì đã ổn định tốt, các bám không bị rơi vữa, tương đối chắc chắn rồi. Đây, nó có thể thấy cát được dùng cho công tác xây tô hạt không quá to, cũng không quá mịn để thuận tiện cho dễ thao tác hơn thôi, bám chín tốt. Tiến vào phòng ngủ thứ tư thì tất cả các phòng ngủ đều để ý được lấy ánh sáng trực tiếp từ cửa sổ ở ngoài nhà. Đây là sản phẩm đế âm của Mắt Hôm. Đây, các bạn thấy đế âm cao cấp của Mắt Hôm. Đây, chủ nhà đã được tư vấn và sử dụng những sản phẩm cao cấp của Mắt Hôm, được hoàn thiện tốt, không có những gọi là những cái nhựa kết nối, được gọi là đúc nguyên khuôn, không như là dây chuyền. Rất là chắc chắn. Được sử dụng, được sản xuất theo dây chuyền chất lượng cao. Đây là các ống dây điện đi âm tường chờ. Và đây là đối với sân không gian là phơi, sân giặt phơi của gia đình. Thì với diện tích tương đối lớn, và sau này sẽ bố trí lan can hoặc là tường ngăn. Có thể là anh Cường sẽ sau này là lắp lan can vì không thấy được các thép chờ để xây tường thêm. Đứng đây thì có thể quan sát được hết toàn bộ một phần của thành phố, tạo cái không cảm giác thoải mái. Vào trong, đây là cái phòng vệ sinh thứ hai, đối với là phòng tắm, vệ sinh và bồn rửa tay rửa mặt đặt tại vị trí này. Thì các bác thợ đang được gọi là dọn dẹp vệ sinh để đi để làm công tác cho quét lót chống thấm. Đặc biệt các lưu ý khi thực hiện giai đoạn công tác quét lót nên chống thấm kỹ phần cổ cột, cổ ống, phần cổ ống này. Chúng ta nên được chú trọng tại vì tránh những sau khi quá trình sử dụng á, nước sẽ len lỏi theo đường ống và đi thấm xuống chừng ở phía dưới dễ hơn, hơn là những các vị trí của tường, của sàn. Rồi, đây là quá trình mình tham quan và kiểm tra chất lượng của ngôi nhà anh Cường tới thi công chọn gói của Mắt Hương, mã là 10251. Ta cũng thấy bác thợ là châu chuốt, làm tương đối vệ sinh sạch sẽ, thao tác cẩn thận. Đến đây mình xin kết thúc tại đây quá trình tham quan nhà anh Cường. Hẹn các bạn vào những lúc hoàn thiện tốt hơn.